Kính chào quý vị, chúng ta đang quay trở lại với khung giờ quen thuộc của bản tin nóng 24 giờ trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Và xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một số thông tin chính của chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Bắt quả tang phương tiện khai thác cát trái phép tại tỉnh Đồng Tháp. An Giang tóm gọn đối tượng chém người trọng thương sau gần 2 năm trốn truy nã. Quý vị khán giả thân mến, những ngày vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam liên tiếp xuất hiện mưa lớn. Sắp tới, dự báo cho biết rằng chúng ta sẽ đứng trước tổ hợp thiên tai như là bão số 7, bão số 8 và dự kiến là có cả cơn bão số 9 và không khí lạnh. Như vậy thì thời tiết 10 ngày tới sẽ rất bất thường, đặc biệt là ở khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Bắc miền Trung cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng nhiều. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai sẽ lên kịch bản trong 10 ngày để hướng dẫn chỉ đạo các địa phương đảm bảo sản xuất, đời sống nhân dân và phòng chống các hình thái thiên tai. Và thưa quý vị, có một điều cần đặc biệt lưu ý là trong 10 ngày tới, do tình hình thời tiết rất nguy hiểm, sẽ có mưa lớn, ngập lụt, đặc biệt là quốc lộ 1 sẽ có đoạn ngập sâu. Vì thế mà các ngành chức năng khuyến cáo bà con ở phía Nam nên hạn chế việc hồi hương của mình cũng như là gia đình. Ngoài ra, để hỗ trợ người dân di chuyển từ phía Nam ra, các tỉnh dọc quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh trở ra cần phải tính các nơi tránh trú cố định cho bà con. Trong trường hợp không có điểm tránh trú cố định thì cần chuẩn bị lều bạt để tránh trú di động, đồng thời tiếp tục hỗ trợ người dân về đồ ăn thức uống cũng như các vật dụng thiết yếu. Để chuẩn bị cho lộ trình hoạt động bình thường tại các cơ sở y tế, thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hướng dẫn xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, đơn vị điều trị trong ngày chỉ xét nghiệm COVID-19 cho người có nghi ngờ, thưa quý vị. Theo hướng dẫn, khoa khám bệnh, khoa cấp cứu và các đơn vị điều trị trong ngày của các cơ sở y tế chỉ thực hiện khai báo y tế, điện tử, tổ chức phân luồng, sàng lọc đối với tất cả người bệnh khi đến khám bệnh tại các cơ sở y tế theo quy định của Bộ Y tế. Chú ý khai thác các triệu chứng, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 để làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Đối với trường hợp cấp cứu, cần ưu tiên can thiệp cấp cứu người bệnh ngay. Sau khi người bệnh ổn định, cần xem xét chỉ định làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên nếu có triệu chứng nghi ngờ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc, mọi người tuyệt đối không được chủ quan mà cần phải thay đổi cách sống cho phù hợp với tình hình mới, sống trong môi trường có dịch bệnh. Ở nước ta, tại thành phố Hồ Chí Minh, các quận huyện vẫn tiếp tục nhận tiêm vét vaccine COVID-19 cho các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Người chưa tiêm mũi 1 đăng ký tiêm qua tổng đài 8066. Ngoài ra, thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tiêm vaccine cho người từ tỉnh, thành phố khác trở lại thành phố. Tính đến tối ngày 9 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế phân bổ 12.278.264 liều vaccine và đã tiêm 11.971.354 liều. Tỷ lệ tiêm chủng trên tổng vaccine phân bổ thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh là 95,26% theo dữ liệu cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. 97,8% người từ 18 tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine, 70,3% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất cả nước. Sau khoảng thời gian chiến đấu bằng tất cả nỗ lực và sự quyết tâm cao độ, số ca mắc mới có xu hướng giảm, số lượng bệnh nhân xuất viện tăng, số ca tử vong giảm, các giường bệnh COVID-19 dần vắng bệnh nhân. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã được kiểm soát và để chuẩn bị cho học sinh sinh viên các trường đại học cao đẳng bắt đầu trở lại học tập cũng như đưa những khu nhà tái định cư đi vào cuộc sống phục vụ người dân, ngành y tế thành phố đã xây dựng lộ trình ngừng hoạt động đối với các bệnh viện dã chiến thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy bệnh viện sẽ có lộ trình dừng trong thời gian từ nay đến tháng 12. Thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị, tại tỉnh Đồng Tháp, vào sáng ngày 10 tháng 10, ngành y tế của huyện Hồng Ngự đã tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Đây là đợt tiêm vaccine lần thứ 15 của huyện với hơn 20.000 liều được tỉnh phân bổ, trong đó huyện cũng ưu tiên cho người hành nghề bán vé số trên địa bàn. Cụ thể, đã có hơn 1.000 người từ 18 tuổi trở lên hành nghề bán vé số trên địa bàn huyện được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong sáng ngày 10 tháng 10. Việc ưu tiên tiêm vaccine cho các đối tượng này nhằm tạo điều kiện để người bán vé số an tâm hơn khi được phép hoạt động trở lại. Ở kỳ sổ số kiến thiết của tỉnh Đồng Tháp phát hành trong vài tuần tới, đảm bảo sức khỏe cho hệ thống đại lý, người bán vé số dạo và cả khách hàng trong tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn thống nhất thời gian phát hành lại vé số truyền thống Đồng Tháp từ ngày 22 tháng 10 năm 2021.
Xin được chuyển sang những thông tin về tình hình an ninh trật tự tại một số tỉnh thành, đầu tiên là tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, một sới bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền vừa bị công an thành phố triệt phá, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ. Đáng chú ý, trong số đó lực lượng chức năng đã phát hiện một người dương tính với COVID-19. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân phối hợp với công an phường Bình Trị Đông A ập vào một trường gà ở bãi đất trống trong con hẻm đường Hương Lộ 2. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 19 người đang có mặt tại trường gà, thu giữ 31 triệu đồng, hai con gà đá cùng nhiều xe máy, điện thoại. Công an xác định Tạ Quang Tới quê Quảng Bình đóng vai trò tổ chức, Mai Văn Hậu ngụ quận Bình Tân làm trọng tài. Đáng chú ý, trong nhóm người này có 9 người tham gia đá gà ăn tiền, số còn lại đứng xem. Test nhanh những người tham gia, lực lượng chức năng phát hiện một người dương tính với COVID-19. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục củng cố xử lý. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ cướp tiệm vàng vào trưa ngày 9 tháng 10 ở huyện Hóc Môn. Một thanh niên vờ vào tiệm vàng để hỏi mua, sau đó thì lợi dụng sơ hở của nhân viên, người này đã cướp đi hai sợi dây chuyền vàng rồi lên xe tháo chạy. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay, khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, dự báo tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản nơi công cộng, lừa đảo trên không gian mạng, nên quý bà con cần hết sức nâng cao tinh thần cảnh giác. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của việc này. Theo đó, vụ cướp xảy ra trưa ngày 9 tháng 10 tại một tiệm vàng trên đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thanh niên đeo khẩu trang, trông dài người mua vàng, đã lợi dụng lúc nhân viên không để ý, cướp một số vàng rồi bỏ chạy. Theo chủ tiệm vàng, hai sợi dây chuyền đã bị người này cướp trị giá hơn 70 triệu đồng. Đến tối cùng ngày, công an huyện Hóc Môn đã bắt tạm giữ lấy lời khai đối tượng Lê Sĩ Lưu, quê tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Cùng thủ đoạn vờ mua vàng rồi giật dây chuyền, Lưu khai gây ra thêm vụ giật hai chiếc nhẫn ở tỉnh Long An, sau đó đem số tài sản trên đi bán được 44 triệu đồng. Đối tượng hiện là thợ cơ khí và bị thất nghiệp do dịch COVID-19. Thưa quý vị, đây chính là chân dung của đối tượng Đoàn Minh Thuận, sinh năm 1999, cư trú tại khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Thuận là đối tượng có lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích. Thế nhưng thiên bất dung nhan, sau một thời gian cố gắng lẩn trốn, y đã xa lưới pháp luật. Theo hồ sơ, vào khoảng tháng 5 năm 2019, Đoàn Minh Thuận do có mâu thuẫn với Lê Hoàng Quân, sinh năm 2002, cư trú phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, nên Thuận đã mang theo dao tự chế để đi tìm Quân đánh trả thù. Khi phát hiện Quân đang ngồi chơi cùng một số người bạn tại khu vực khóm Châu Quế 2, phường Châu Phú B, Thuận đã điều khiển xe mô tô chạy đến và xông vào chém Quân nhiều nhát gây thương tích 12%. Sau khi gây thương tích cho Quân, thì Thuận đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 5 tháng 11 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Châu Đốc ra quyết định truy nã đối với Đoàn Minh Thuận về tội cố ý gây thương tích. Sau khi bỏ trốn, Thuận đi nhiều nơi sinh sống để trốn truy nã của cơ quan công an. Khoảng 14 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã phát hiện bắt giữ được Đoàn Minh Thuận khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khu vực phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Đoàn Minh Thuận đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho công an thành phố Châu Đốc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, tình trạng khai thác vận chuyển cát trái phép trên địa bàn của tỉnh Đồng Tháp lại xuất hiện. Và trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều chủ phương tiện vi phạm. Đơn cử như mới đây, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an thành phố Sa Đéc tiến hành kiểm tra phát hiện một phương tiện khai thác cát trái phép tại thủy phận thành phố Sa Đéc. Được biết, khi bắt quả tang thì trên ghe có khoảng 15 tấn cát. Vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 7 tháng 10, nhận được tin báo của người dân, một phương tiện ghe gỗ không số đăng ký, trọng tải khoảng 15 tấn, trên phương tiện có hai người gồm Dương Ngọc Bình và Trần Hữu Giàu cùng ngụ thành phố Sa Đéc đang thực hiện hành vi khai thác cát sông trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện ghe gỗ đã khai thác được khoảng 5 khối cát trên sông. Phòng Cảnh sát Giao thông tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ tang vật và phương tiện có liên quan, đồng thời bàn giao cho công an thành phố Sa Đéc tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Hàng vạn người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã hồi hương ngay khi làn sóng thứ tư của dịch bệnh vừa lắng xuống. Trong hành trình ấy, nhiều người đã mang vác toàn bộ gia sản của mình trên vai, trên xe về quê.
Trong đó hình ảnh ngộ nghĩnh của cặp vợ chồng trung niên và 15 chú chó khiến nhiều người thích thú. Tuy nhiên được biết, khi về đến địa phương thì do gia đình có người dương tính nên đàn chó phải xử lý theo quy định. Đoạn camera ghi lại, trên chiếc xe máy chất lỉnh kỉnh quạt máy chen chiếu, cặp vợ chồng trung niên còn đèo cả mấy chú chó cùng về. Phía sau xe có hai chú cúng vàng, một chú ngồi yên vị trên đống đồ, một chú dắt dẻo bên hông. Bà chủ thỉnh thoảng lại đưa tay sang chỉnh tư thế cho nó đỡ mỏi. Dù trên đoạn đường có người ngỏ ý mua, nhưng gia đình vẫn quyết mang hết đàn chó về. Nhìn gương mặt tươi vui, sự quan tâm đến mấy chú cúng của người chủ, có thể hiểu được tình cảm của họ với chúng ra sao. Giữa ban ngày, một đối tượng đã vào vai nhân viên bảo vệ tiếp cận và dùng thủ đoạn ranh mảnh để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin. Sự việc xảy ra ở bãi xe siêu thị quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, hôm đó người này có đến rơi chìa khóa xe tại bãi. Một đối tượng lạ mặt, mặc áo sơ mi trắng đeo khẩu trang đã nhặt được. Và giả danh xưng là làm bảo vệ giữ xe của siêu thị. Tiếp cận nói chuyện để trao đổi hướng dẫn thủ tục để giao trả chìa khóa xe cho nạn nhân. Tin lời, nạn nhân đã nghe và làm theo những gì hắn nói. Lợi dụng trong lúc nạn nhân không cảnh giác, đối tượng đã lấy xe của nạn nhân chạy đi mất. Còn vụ lừa đảo sau đây xảy ra tại một điểm bán hàng ở khu vực Bến Cát, Bình Dương. Một người đàn ông với cái mác bên ngoài là người ngoại quốc vào vai người mua hàng, sau đó nhanh tay lấy trộm tiền của cửa hàng rồi tẩu thoát. Theo camera ghi lại, một người đàn ông giống người nước ngoài bịt khẩu trang tới mua hàng. Đến khi người phụ nữ thối tiền, ông ta tỏ vẻ không hài lòng và muốn đổi những tờ tiền khác. Sau đó đi vào bên trong ngay chỗ để tiền, vừa nói vừa chỉ rõ, làm chị này phân tâm. Rồi nhanh tay rút trộm tiền, giấu vào túi quần, sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Người phụ nữ lúc này vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Đến khi kiểm tra camera lại mới phát hiện thì đã quá trễ. Còn bây giờ thì Quang Huy và Mai Anh xin trân trọng kính chào.